Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay Gia Long đang có mặt tại buổi sự kiện ra mắt iPhone 13. Thì đây là buổi sự kiện ra mắt iPhone 13 của Di Động Việt. Thì mình rất là háo hức luôn, rất là háo hức khi được tham gia buổi sự kiện như thế này. Thì đây là một số bảng giá của iPhone 13 mà Gia Long có quay lại được. Lúc này thì Rinsy vừa thắng được cái AirTag cho nên là quay lại làm kỷ niệm nè mọi người. Rất là may mắn ha. Trời, nhìn nó mặt bà khoái kìa. Đó, nhìn mặt bà khoái kìa, thấy không? Cười tít mắt luôn. Thì tôi nói thật với các bạn, thì lúc này unbox nó rất là nhiều cảm xúc trong đó luôn á. Cái hộp thôi nó đã rất là đẹp rồi. Mở ra thì trong đó có một cái iPhone nè, có một cái cốc sạc, có một cái gọi như là kính cường lực, và có một cái ốp điện thoại rất là xịn sò luôn. Lúc này là tôi làm trò mọi người đó. Mọi người thấy không, thối cái mặt tôi phê không? Được lần đầu tiên mà mọi người, lần đầu tiên được unbox một cái điện thoại vừa mới cập bến tại Việt Nam luôn. Đó, vừa mới được cập bến tại Việt Nam là tôi đã sở hữu được liền luôn rồi. Thích rồi mọi người. Thì đây là một cái chương trình mà Gia Long cảm thấy rất là hay ở Di Động Việt. Đó là thu máy cũ bù tí tiền đổi máy mới. Thật ra là cái chương trình này nó rất là hay luôn á mọi người ạ. Tôi thề với mọi người hãy thực hiện ngay tại Di Động Việt cho tôi đi. Nó khó tả lắm mọi người ơi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu chiếc máy iPhone 13 này. Nó phê lắm mọi người ạ. Chân thành cảm ơn tới Di Động Việt đã hỗ trợ cho Gia Long có một cái máy iPhone 13 cực kỳ xịn sò như thế này. Chân thành cảm ơn Di Động Việt rất nhiều.